Cha tôi, truyện ngắn Phan Thị Phan Anh. Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc 4 giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát, xong hết mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân, làm xong hết những việc ấy, cha tôi đi học bài. Cha học cho đến lúc mẹ dậy học thơ, thơ từ của Chí Kim, của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn, học văn chương và học cả những gì dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Giờ đến lúc gần 70, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa. Khoảng 7:30, cha, mẹ ăn sáng. Rồi cha tôi ngồi vào bàn, cái bàn mà tôi học bây giờ. Ngày ấy ít ai dám đến gần khi cha đang viết, trên bàn đầy giấy và sách lâu lâu bền bực quên không để đổ một lần, thì ấy loạn cả nhà. Không ngày nào cha không ngồi viết, cả khi gãy tay, bó bột ngày trước, ngày sau đã nguệch ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy, nghề văn như một cây ếch, người ta lúc nào cũng ấy nấy lo âu, sợ mình chưa đọc đủ. Chưa viết đủ, chưa viết xong lại thấy bực bội như thể có điều gì oan trái trong lòng chưa nói ra hết được. Và tôi nghĩ, có lẽ cha tôi chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn luôn tất bật, yêu hoa cỏ nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê, nhưng chúng như nhìn những nấng mồ chôn thì giờ, chỉ những đêm rằm, phần già tôi đầy trăng, cha bảo. Tắt đèn. Ra ngoài hè ngồi xem. Chị em tôi theo ra, ngồi khen chăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận, có khi cãi cọ, quên cả trăng. Cứ vậy, đầu óc của cha tôi không lúc nào thảnh thơi, đôi lúc tôi nghĩ, cha đã già rồi, đã có một vị trí ít ai dám mơ tới trong văn học rồi, sao cha không nghỉ ngơi một chút, cha dạy chúng tôi. Phải học. Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình. Cha cũng muốn tôi học, tôi đã có gần 10 quyển vở chép tay của cha ở bìa ghi rõ. Sách dạy cho Phan Anh, cha muốn hàng ngày đều có ít thì giờ để giảng cho tôi, nhưng tôi, vì đã không ý thức được những giờ học ấy quý như thế nào, tôi đã trốn bằng đủ mọi cớ, khi ấy tôi chỉ thích làm thơ chứ không thích học thơ. Chỉ khi cha tôi vào nằm bệnh viện, tôi biết cha bệnh nặng, khó mà qua khỏi, mỗi chiều, sau khi đi học về, tôi vào thăm, cha luôn để dành cho tôi bánh kẹo hoặc một quả cam, và tôi dù mệt đến mấy cũng đề nghị cha giảng bài, không tiếp thu được bao nhiêu, nhưng tôi muốn cha được an tâm. Ở bệnh viện, cha tôi đã làm một phong bì to đựng các bài học của tôi, giờ đây chép thành giấy trời, cuối mỗi bài đều ký, cha, chế lan viên, và ghi. Chợ trải ngày, tháng, năm như đánh dấu từng chặng của một cuộc chạy đua tàn khốc. Thời khóa biểu của cha tôi cho một ngày thế nào cũng có giờ làm vườn, thường vào khoảng 10 giờ, khi viết lách, đọc sách đã mệt nằm ra vườn, cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi trồng vũ để mọi người thí nghiệm trồng cây này, cây nọ, thích vả ra cây cối mọc lung tung, một cây dừa mọc trên mô đất cao. Nước qua năm không với tới, những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xóm xét cạnh nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn, bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha, mẹ tôi, bởi vì ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha, những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu, một cây dừa mọc trên mô đất cao. Nước qua năm không với tới, những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xóm xét cạnh nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn, bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha, mẹ tôi, bởi vì ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha, những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về, một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước, bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu. Người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy, còn chúng tôi vì quá quen với những việc li ti ấy nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn như thế nào. Thỉnh thoảng,
thôi đi theo cha đình các hội nghị hoặc các lớp hồn cha giảng thơ văn. Ở đấy, người ta dành cho cha ghế hàng đầu, rồi các cô, các chú đến chào, nhắc về vài bài viết, hay quyển sách mới của cha. Tôi nghe và lần nào cũng lặp lại cái ý nghĩ, tệ thật, mình chẳng biết gì về cha cả. Khi ấy, tôi theo cha chỉ để đi chơi, cũng không để ý cha tôi giảng bài gì, phát biểu điều gì, chỉ để ý cha đã chải đầu chưa, cổ áo đã bẻ xuống chưa, có quên kính không. Trong những chuyện này, cha nhất nhất nghe tôi, một lần khi tôi học lớp 5, theo cha xuống Cổ Cò, người ta đón bằng một bữa tiệc, cha tôi uống rượu, thỉnh thoảng hỏi tôi. Mặt cha đỏ chưa? Tôi bảo chưa, mấy phút sau lại nghiêm mặt bảo cha, đỏ rồi, cha đừng uống nữa, và cha tôi ngưng liền. Cha tôi nóng tính, điều đó ai cũng nói, ở nhà không ai dám đùa với cha, ngoài chị Thắm, chị là người duy nhất dám nhờ cha tôi dịch hộ bài học rồi ngang nhiên ngủ gật ngay bên cạnh. Chị Thắm cũng là người duy nhất biết nhổ tóc sâu và lấy ráy tai, và làm cũng tùy hứng, bất kể lúc đó cha tôi đang bận bịu đọc sách hay học bài. Ra trường, chị đi thực tập một năm ở An Giang, lâu lâu mới về một lần, thời gian đó, tóc cha tôi bạc hẳn, tôi nhớ, khi chị đi được mấy ngày, một buổi tối, người yêu chị đi thăm về, tả lại cho cha tôi nghe cái cảnh lạ nước là cái của chị dưới quê, cha bảo. Tội nghiệp. Rồi hai người sụt sịt khóc, khi ấy, hai mẹ con tôi thấy cha thật là uyển mị. Rồi cha tôi bệnh nặng, những tháng cuối cùng, cha chỉ nằm trong phòng, không nói được, không biểu lộ tình cảm gì trên mặt, chỉ ngơ ngác nhìn trời qua cửa sổ. Vậy mà, theo thói quen, thấy tờ báo nào ở cạnh cha cũng cầm lên đọc, khi thấy mẹ tôi cầm quyển sách nào đi ngang cha cũng nhìn cho được cái gáy sách, dù đã không hiểu được gì nữa. Bạn của cha tôi đông lắm, họ đến thăm và ai cũng thấy rằng ông trời sao thật tàn bạo, bắt một con người thông minh như cha phải sống như một đứa trẻ mới sinh. Tôi đi học về, vào giường ngồi chơi, nắm tay cha, gầy guộc và khóc. Có lần, cha tỉnh ra, nhìn tôi cau mày và cũng khóc theo, sau đó ít ngày, cha mất. Sau lễ hỏa táng, anh Định và tôi được giao nghi lễ cuối cùng là đem tro của cha thả xuống sông. Tôi ngồi sau, ôm chặt cái túi còn ấm nóng, đây là cha tôi, ngày nào còn ôm tôi, đứa trẻ con ngủ gật trên xe, đây là thầy giáo tôi, vợ thu lại trong hũ cố và một báo tro. Chúng tôi ra sông Sài Gòn, khi tro được thả xuống, tôi biết từ nay mình đã mồ côi cha, chỗ dựa lớn nhất đời tôi đã mất, và tôi sẽ phải học như cha dạy. Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình. Học để thành người,